Alo, sao? Mày nói sao? Bà không cho tiền mày hả? Trời đất ơi, tao nói mày bao nhiêu lần rồi, bà không cho thì mình giấu. Đó, giấu đâu phải giấu một chỗ, bắt chước tao nè. Giấu mỗi chỗ một chút, sức mấy mà biết, thấy không? Thôi được, thôi vậy đi, tao vô trỏng gặp nha. Có gì tao tao vô trỏng tao liên lạc. Dở quá, hay như thằng này. Ủa, alo, chị Hai hả? Dạ em ơi, em chị Hai kiếm nè nè, anh vô lấy đồ nha. Chị Hai hả? Em nè, đang xếp đồ, đem đồ qua đi, còn chỗ mà. Cái gì? Không sao là cứ nói gì ổng đi rồi hả? Sáu ly dị luôn hả? Cái gì? Ông Tám cũng vậy luôn. Trời ơi, ông Tám ông già rồi, hai vợ chồng ly dị nhau chi? Mới vừa rồi em gửi đồ về cho mẹ em đó là thôi rồi, về Việt Nam có bộ vậy. Mấy cha nội bây giờ vậy già già vậy á, trâu già khoái gặm cỏ non lắm. Về bển gạt con gái tao hoài gì? Bởi vậy về đây ở ngoài đường là đúng rồi. Cứ đem đồ qua cho em nghe. Rồi rồi rồi. Rồi ha, vậy nghe chị. Bye ha. Chán ghê luôn. Anh ơi, ơi gì vậy em? xếp ba đồ của anh xong chưa? Chút xíu quên cái bàn ủi vậy Ừ nè, không còn ủi sao ủi đồ. Chờ chị Hai, chị tới chị gửi ít đồ về cho bác Sáu là xong rồi đó, Nhẹ là coi hả? như là xong hết trơn rồi. Anh cũng đồ đạc anh chút xíu nên để vô là cũng xong rồi. Nói nghe nè, Sao em? có chuẩn bị tiền bạc về Việt Nam không? Cũng chút chút thôi, vài chục đô cho gặp bạn bè dẫn đi uống cà phê ăn sáng nhưng mà. Nói nghe nè, Sao? có giờ còn nhiêu á, À. đưa hết cho em giữ cho. Rồi xong rồi em đưa tiền của em cho anh giữ. Rồi cái gì bển cái anh cần nhiêu cái em đưa anh nhiêu. Thôi em ơi, làm vậy kỳ lắm. Rồi đi ăn đi uống rồi rủi anh cần tiền em trả, em làm vậy nhiều khi mất uy tín của anh hết. Không thì cần nhiêu nói em đưa. Em làm vậy bạn bè anh nó thấy rồi nó tự ái thì sao? Mất mơ tự ái. Ý là anh cho tiền họ rồi anh phải hỏi em hả? Ừ. Anh nói kiểu đó kỳ quá. Nhiều khi em đưa tiền cho anh cho nó hả, nó còn khen vợ anh nữa hả, nó còn khen anh biết dạy vợ. Bởi người ta nói gái ngoan làm quan cho chồng. Thôi đưa hết tiền đây, đứng lên đi, còn nhiêu đưa đây cho rồi đi. Không bao Quẹo nhiêu qua đây. đâu, hết rồi. Cái này handphone mà. Handphone hả? Quẹo qua. Còn Rồi. túi nào nữa không? Hết rồi. Nè, hết trơn rồi. Vậy nhiêu đây mà nói mấy chục. Trời ơi, thì để vậy gặp em nào đẹp thì mình cho. Không phải, mấy đứa em bạn mình nó nghèo á, nó không có quần áo bận á, Phải mình giúp không? Tôi nó. nghi ngờ cái mặt ông lắm á. Chứ Mấy không gì? phải là mấy em, không phải là mấy em của bạn ông đâu, mà mấy em ở trong quán á, phải không? Ông là liệu hồn ông với tôi à? Em sao kỳ quá, có nhiều tiền lấy hết à. Thôi giờ anh em có cần gì nữa không để anh còn đi ra ngoài. Ngồi đứng đây biểu. Chờ chút xíu, tôi lấy cái giỏ tôi đưa tiền cho. Công trình giấu bị mất hết. Làm bậm gì á? Không anh nói để Nói cho anh nghe, em còn mấy chục đồng tiền 25 sen á, anh về cái anh cho mỗi đứa vài đồng để dành cạo gió. Trời đất, ở bển ta đâu đâu có xài bạc cắt nữa đâu em. Trời ơi, ông sao ông ngu quá. Bây giờ ông cho tiền chẳng á, nó xài xong nó quên hết mẹ rồi, nó không nhớ là ông về tới Việt Nam. Bây giờ ông cho mấy đồng tiền cắt đi, hay hẻ con nó trúng gió cái nó cạo gió cái nó nhớ anh về Mỹ. Thấy không? Vậy mà cũng không biết. Giờ nói nghe nè, giờ đó anh chạy ra anh mua giùm cho em một lố dầu xanh đặng cho má thím tôi quẩn, với lại hai cây dầu thơm cho con Cúc với con Huệ. Trả tiền đi, lát về tính cho. Trời ơi. Còn không? Không đâu con. Bởi tôi nói âm thì có không bao giờ thủ tiền trong túi hết trơn á. Đàn ông là phải thủ tiền trong túi nè. Đi đi, nhanh nhanh nghe không? Nhà đi đủ không á. Nhanh nhanh nè, đi ra đóng giùm em luôn cái cửa. Để vô lấy chìa khóa cái đã.
chìa khóa xe để trong á. Bởi vì tao nói mấy cha nội này không kìm là không được mà. Em đi nha. Ừ. Cái mặt thấy ghét không? Nhờ chút xíu từ từ lên coi. Rồi, trẻ rè. Thấy không? Giữ tiền như vậy mới giữ chứ. Không là mơi mốt qua đây là ly dị nữa à. Chết rồi. Sắp về Việt Nam mà không có tiền sao mà hưởng được. Hẹn tụi nó hết trơn hết tội rồi. Thì đủ cách tôi được tiền bả thế nào. À, tháo máy thôi. Xe dịch dịch là hết chạy. À ơi, chạy cái xe biết sao mà nó cứ giật không có chạy gì nữa mà. Cà giật là ông cà giật á. Xe này người ta mới mua ở đâu giật vậy? Thiệt mà. Phải không? Đi đường khác ai? Tôi coi rồi. Ông đó nhờ cái gì cũng được hết trơn à. Ba hoài à. Chưa, tôi nói bà không tin. Ông làm ơn giờ này còn sớm không đem ra ngoài sửa giùm tôi cái đi. Chiều nay là chị Hai lấy cái xe này chở mình ra phi trường đó. Không có là chết liền. Không có tiền. Tiền mới giữ. Giữ à? Tôi nghĩ nặng lắm đó bà. Cái này cũng tệ tệ cũng phải 1,000 đô á. Cù lôi. 1,000 đô tao bán mẹ cái xe cho rồi. Cái này giỏi lắm, chừng 100 bạc à. Đem ra ngoài giùm tôi cái đi. Ship về đây là tính tiền lại. Ông á, không có nhờ gì được hết trơn à. Vậy là có 100 đô xài rồi. Em thấy anh lóng rài kỳ cục lắm nha. Gì kỳ? Ở bên bển không sao, tự nhiên về đây thành con lật đật à. Lật đật quay đi. Qua quay lại chóng mặt chết. Em quên rồi hả? Hôm qua là nhà vợ chồng cu nhậu đó. Nó mời bữa nay lại nhà đám dỗ nè. Nhớ rồi. Ừ. Bởi vì em bận đồ này đẹp nè, anh thấy được không? Em lúc này anh thấy em trẻ ra đó nha. Xài kem gì mà cái mì da mịn màng quá vậy. Phải trẻ thôi. Bây giờ sao? Em có đi hôm lo sửa soạn rồi không? Tôi trễ à. Tôi đi đó. Bữa nay đám dỗ nó kéo tới sáng mà chịu nổi không? Không sao đâu, tôi còn khỏe lắm. Bữa nay không chừng tôi uống luôn à. Sao bà nói sáng bà bị nhức đầu gì mà? Không sao hết trơn á, uống thuốc hết rồi. Nhưng mà nói ông nghe, nói giỡn ông vậy thôi. Chứ bữa nay tôi có hẹn. À vậy à, đúng rồi. Mà hẹn ai? Bữa nay tôi có hẹn với thím Tư. Bị bữa nay bà nói bên nhà bà có công chuyện. À. Thành thử tôi phải qua bển, nhưng mà tôi nói cho ông nghe. À. Uống cũng uống vừa vừa phải thôi. Uống quá ta coi không được à. À. Nghe. À. Ừ. Vậy thì bây giờ, nhưng mà không được. Sao vậy? Tôi muốn bà đi với tôi qua nhà vợ chồng cô bữa nay. Bỏ cái vụ bà thím Tư đi. Tại vì á, bữa nay nè, bà thấy không? Đó. Bà đẹp, bận đồ đẹp như vậy nè. Trẻ ra gần 10 tuổi vậy đó. Tôi muốn dẫn bà qua để khoe với vợ chồng cô. À, để hãnh diện với mọi người. Nha. Đi với tôi đi nha. Hôm qua mình nhận lời anh cu là để cho anh vui thôi. À. Bây giờ ông cứ điện thoại cho vợ chồng cu đi. À. Nói là tôi bệnh, tôi không có đi được. Rồi cái thím Tư á, rồi... đó có điện thoại mà chờ chút xíu đi. Ai vậy? Ai biết ai. Bỏ mẹ cái kiến đâu rồi? Ờ à, đúng rồi, bả này. Tư nè. Đó, ừ. Alo. Thím Tư hả? Con nè. Xong rồi, xong hết trơn rồi. Ủa? Thím đang trên đường tới hả? Rồi. 10 phút nữa là tới phải không? Rồi con chờ thím nha. Con xuống dưới ha. Dạ. Rồi con chào thím. Dạ. Chút xíu gặp thím ha. Dạ. Đó, đã gọi rồi. Trời ơi. Đó thôi ông làm ơn làm phước giùm tôi đi. Bây giờ tôi nè, đi mình tôi nói kỳ cho ông quá. Nghe. Bây giờ ông cứ tới trước đi. Rồi 3 tiếng nữa, 2 tiếng nữa là xong hà. Rồi xong rồi cái tôi điện thoại cho ông rồi tôi tới nhà thằng cu. Ờ, cái này là kẹt lắm đó nha, chứ thiệt là tôi muốn đi với bà lắm á. Biết mà. Tôi đang nghĩ ông mà tôi biết ông muốn đi với vợ ông lắm. Ừ, bữa nay là tại vì bà bận đồ đẹp tôi thích.
tôi ra hãnh diện tôi có một người vợ trẻ đẹp như vậy nè, thấy không? Con này xài phấn gì mà sao mặt bệnh quá. Phải xài thôi. Nha. Thôi bây giờ hồi về thôi đi nha. Khoan, ngồi xuống chút xíu đi. Tôi chuẩn bị hết trơn rồi. Sao? Tôi nói ông nghe, mình tới đám giỗ mình không đem miếng trầu miếng rượu nó kỳ. À. Đây nè, giờ á trong này có 20. À. À, ông đem tới để ông mua gì á, rồi gọi là cái lễ mừng đám giỗ. À. Đám giỗ mình phải có lễ. Rồi 20 rồi đưa vợ chồng. Còn cái này của ông nè. À, bao nhiêu? Không, hôm qua đưa rồi. Hôm qua tôi đưa cho ông 100.000. 100.000 mới ăn xôi 4.000 ly trà đá, 1.500 là 5.500 là còn 94.500. 94.500 đây đi xe ôm tới nhà cô có 20 hà. Còn nhiêu đó tha hồ xài, thôi được rồi đi đi. Nhiều dữ ha. Xong rồi. Trời. Nhiều đó tôi đó. Tôi đi nha. Bye bye. Nhớ tới nha ông, nhớ gọi tôi nha. Ừ. Đi đi. Tao hùng cái thôi. Hồi. Già rồi mà. Cái này đẹp quá. Khéo nịnh dữ ha. Biết chỗ nào massage good good không? Anh muốn mệt hay không mệt? Từ A tới Z. Ok. Ngon rồi nha. Rồi, ok luôn. Ừ. Những đặc sản theo yêu cầu, thập cẩm Thái Lan sa tế. Cho hỏi thăm, phải cái cà phê này trên lầu 4 đó. Dạ đúng rồi anh, giá bình dân. Dạ, yeah. Có xăm bổ lượng. Dạ ơi, anh này muốn xăm bổ lượng. Em lên chỉnh trong phòng đi, để chị. Anh muốn uống xăm bổ lượng nha. Khỏe như thế này mà còn uống xăm bổ lượng nha. Trời ơi, thấy vậy chứ. Hôm nay phải nhậu XO từ sáng tới tối. Mệt quá. Cho nên muốn kiếm chút xăm bổ lượng. Để mà cho khỏe mạnh chút xíu để kiếm chỗ đây. Uống xăm bổ lượng nha. Theo em có ngay. Dạ xong rồi. Anh như trong kỹ đường tắm rồi em hút ke cho. Ừ. Alo. Gì hả? Đứa nào đó? Dạ con là Thủy đây. Sao con Thủy? Dạ mọi thứ đã sắp xếp xong hết rồi. Rồi rồi, nói mấy đứa giữ chân ổng lại đặng nghe. Chúng con hồi hộp lắm. Dì tới liền. Dì lên liền nha. Bye con. Chỗ này phải không anh? Ừ. Mạnh lên chút đi. Úi trời, thôi nhẹ nhẹ thôi. Mạnh đầm thiệt. Ôi trời ơi, dì tới. Sao con? Trời ơi, con mừng quá. Hồi nãy giờ hả, con đợi dì con muốn rớt tim gì đó. Trời ơi, tao chạy. Chút xíu nữa trẻ bằng họng rồi. Sao rồi? Tụi nó đang cầm chân dưỡng ở trển á. Dì lên trển liền đi. Chết rồi. Dạ. Hồi nãy dì đi dì gấp quá. Dạ. Dì quên dì không biết mặc đồ lại massage được không. Hồi xưa giờ có massage đâu, biết mẹ gì đâu. Thì tất nhiên là không được rồi, nhưng mà dì yên tâm đi, tụi con đã lo sẵn sàng cho dì ở trển rồi. Dì lên trển liền đi, tụi nó đang đợi á. Ừ. Đừng có hở hàng, ông có thấy thì chết gì nha. Không sao. Dì tâm lên trển nha. Dạ. Chút xíu nữa là dì hú là dì nhớ chạy lên liền nha. Dạ. Em ơi. Dạ. Mày sao? Nói em nghe này nha. Bây giờ anh cho em 50.000, em đổ ra anh cô khác được không? Bỏ anh chơi em hả? Em muốn gì em chịu. Không có chê. Mà đã tánh anh á, đi massage là anh hay đổi nhiều cô. Để anh so sánh coi cô nào có tuyệt chiêu. À, ừ. Anh muốn hàng mới không? Ừ. Có liền. Cô này là bảo đảm anh thích liền á. Yeah. Vừa đẹp nè, vừa massage giỏi nữa. À. Lại gái nhà làm ở dưới quê mới lên. Gái nhà làm hả? Ừ, em kêu nha. Ừ, cô kêu là đẻ đi. Để em kêu nha, anh chờ tí nha. Ừ. Bên đây xa, ra có khách nè. Chờ tí nha. À. Em cỡ tốn 50. Trời ơi, mắt xa người ta bận đồ ngắn lắm, sao em bận đồ dài vậy em?
Em tên gì vậy? Em tên là Vanessa. Vanessa? Vâng ạ. Ủa, em là người Việt sao mà có tên Mỹ? Đấy là tên International đấy. Bởi vì em làm cho khách nước nào ấy thì em phải lấy tên nước đấy để cho nó thân mật đấy mà. À vậy hả? Vâng. Thế anh về đây du lịch à? Đúng rồi, anh ở Mỹ về em. Vâng, thế anh về đây du lịch á? Du lịch cái gì? Chỗ nào trên thế giới có danh lam thắng cảnh, chỗ đó anh tới hết trơn rồi. Thấy không? Anh về đây là để làm ăn. Làm ăn à? Ừ. Thế anh làm ăn về cái việc gì? Đây nè, ở Việt Nam có mấy cái công ty lớn muốn xuất khẩu hàng ra nước ngoài. Đó, nhờ anh đang kiếm thị trường ở Mỹ á. Thế anh về có bà xã anh về không? Bà xã anh đó hả? Vâng. Ôi trời ơi, không, em đừng có nhắc bà. Nói mà bây giờ anh còn nổi da gà nữa nè. Sao thế? Trời đất ơi, em nghĩ coi, hồi còn trai trẻ đó, lấy bà là đã hối hận rồi, thấy không? Đến nỗi bây giờ anh bỏ bà rồi đó, anh vẫn còn hối hận, nói cho em biết. Sao hối hận lắm thế? Trời ơi, nói phải nói xấu nha em. Vợ anh ấy, vừa già nè, vừa xấu nè, vừa dữ nè, vừa trùm nè. Ôi dồi, cái gì em? Em bẻ cổ đấy. À, dạ. Vâng, lâu lâu làm cái thế đó, bất ngờ nó lại hay. Vanessa. Dạ. Em làm nghề lâu chưa? Dạ, em mới làm có mấy tháng thôi. Mấy tháng thôi? Vâng ạ. Thôi nói với quê em làm gì? Dạ, trước đây em đi dạy. Em dạy? Vâng. Dạy bốn gì? Dạ, em dạy thiếu lâm. Thiếu lâm? Vâng ạ. Hèn gì em điểm nguyệt đã quá. Em... Ủa sao không thấy dậm lưng làm vậy? Thôi bây giờ không dậm, tí về nhà dậm thế thôi. À, ủa gì kỳ vậy? Dạ không không, tí dậm, vâng. Phải làm tuần tự chứ lị. À. Anh ơi, thế đi về đây anh có quen với khí hậu không hả anh? Trời ơi, mới đầu thì cũng không chưa quen, nhưng mà giờ cũng tạm tạm nè em, hơi nóng á. Về đây không quen ai chắc buồn lắm anh nhỉ? À, ấy da, cái gì đau quá vậy em? Hả? Anh làm gì vậy? Lễ gió đấy. Ủa? Massage giờ cũng có lễ gió nè. Vâng, phải làm đầy đủ chứ lị. Làm đầy đủ thì khách mới đến chứ. Ờ. Ây da, thôi mày. Thôi đừng chích nữa. Em còn cái gì khác không? Ừ? Xuất chiêu đi. Dạ. Ừ? Em chỉ bằng ấy thôi. À. Xuất chiêu tí nữa. À. Thế nào cũng có mà. À vậy hả? Vâng ạ. Thôi được rồi, đủ rồi. Trả lại chút nha. Trời mà xin lỗi anh. Sao? Em chỉ bán nghệ chứ em không bán thân. Trời ơi, sao em nói vậy? Mẹ em thương em. Thôi nè, giỡn chơi với em chứ, cho em 100 đô nè. Đó. Thông cái nè. Cho luôn á. Ừ. Nghe mùi quen. Ê, trời ơi. Bà. Mà tới đây, mà tới đây chi vậy? Không tới đây sao loài ra 100 đô. Ngồi xuống đó. Tôi xử xong cái áo này, tới biên tôi xử không? Chưa bao giờ tôi mặc đồ ngắn cỡ này đâu nghe. Kéo lên là tao ngồi tao gầm hồi nãy giờ rồi nghe. Nó nhỏ à? Nhiều. Mẹ em nó nghe. Sợ nghe. À. Nhiều đây về làm kinh tế. Mua đủ tạ gạo không? Tại sao tôi hỏi ông còn tiền không? Ông nói hết rồi. Tại... Mà tới giờ này nó lòi ra trăm đô. Tại bà... Nói nghe bà không cho tiền chơi. Tôi cho nên tôi giấu mỗi ngày chút chút thì mới gom được. Không tâm á. Hay quá, ông giỏi quá. Tới giờ này đi về tới đây rồi tôi mới biết ông gạt tôi nha. Ông muốn gì? À. Mấy đứa đâu hết rồi? Vô biểu rồi con. Quen không? Nãy gặp rồi vậy? Ông lọt vô đây là ông lọt vô cái ổ nhện nhện mà con nhện bà nó đứng đây. Cái thằng mà chở ông đi xe ôm mà từ khách sạn tới đây đó. Cháu kêu tôi bằng cô ruột. Bốn đứa này kêu tôi bằng dì ruột. Thấy không? Năm đứa đều nhau. Có đứa nào có miếng thịt nào không? Chào dưỡng đi con.
Chào Dưỡng. Hết hồn chưa, hồi nãy kêu em hỏi vậy? Đó, nhìn cho kỹ nè con. Cái thứ gì được 100 đô. Nếu ai có đủ điều kiện xin liên lạc số phone 1-900 còn khỏe hay là 1-900 2-5-3 đứa. Đây, cái điều này là kiếm chồng, nó đại kiếm chồng đi. Bà đạt tự cần thanh niên chăm sóc đưa đón. Mình mà làm cho bà này thì 3 ngày dám thành Osama Bin Laden lắm. Mới nhắc động tới rồi hả? Ai đấy? Chú làm gì mà chú trùng khăn chú lên như vậy? Bị bệnh hả? Không có à. Bị sốt hả? Không có sốt luôn. Chứ sao run dữ vậy? Tao sợ quá đi. Sợ gì? Tao sợ mày đưa tao vô cái chỗ đó tao làm. Bệnh tình quá ông ơi. Thiệt á, tao nói này nghe nè. Lâu lâu tao nhìn vô kiến tự nhiên cảm giác tao đẹp trai quá mày. Chú đứng dậy nhìn vô kiến lại lần nữa. Quá đẹp. Đẹp chú biết nam ca sĩ đẹp trai bây giờ lại Lâm Diệu Tuyến. Đó. Mặt của chú y chang. Được. Mickey Mouse. Tự tin. Mày quá đáng mày. Tôi già và lá cờ hên xong. Hỏi chú anh đáng. Chúng hơn mày. Tối ngày ở thăm lo làm việc lấy báo đập tiền bạn 40 để đi về gái có gì. Ai nói chú tiền bạn 40? Chứ mày tìm gì? Con đang tìm cái bụng thư giãn giải trí. Có chưa? Sáng giờ không có tìm ra được cái gì hết trơn á. Con. Đây nè, tôi đọc ra. Thấy không? Mày đọc đi, tao không thấy. Thôi. Cẩn thị của con mày đã. Đọc ra. Đây nè, con đọc cho chú nghe nha. Nè. Cắt cỏ đó mà cũng phải là phải biết võ thuật. Trời. À. Mà cứ kìa. Rửa chén. Rồi phải thành thạo ngoại ngữ. Bà mẹ rửa chén nói chuyện với ai đâu ngoại ngữ chị. Bởi vậy không nữa là chú. Cậu này biết ghê nè. À, đưa báo á phải có xe Mercedes đời mới. Cảm ơn. Đưa báo phải có xe Mercedes đời mới. Dạ. Yeah. Ví dụ như đưa cơm tháng dám đi máy bay lắm hả? Dám lắm đó chú. Lấy xàm không? Quá xàm không? Phải rồi. Không có xàm đâu con. Thế đúng á. Gì đúng? Bây giờ kinh tế thị trường đang khủng hoảng đúng không? Ừ. Vì thế mấy anh cha chủ bị khủng hoảng khùng hết rồi. Ủa vậy hả? Khủng hoảng nó đang tùm lum la vậy. Dạ khùng rồi. Tao bỏ quá đáng. Chú. Bây giờ sẵn chú giáo mình tránh không làm gì nè. Đâu. Hay là về Việt Nam chuyến đi. Du lịch. Vậy là mày bị khủng hoảng luôn rồi. Cái gì vậy? Có nghĩa mày cũng khùng khùng quá. Tao với mày còn ai ở Việt Nam về làm chi? Mày về Việt Nam đầu tư mày phải có tiền. Mày đầu tư mày có người thân coi chừng. Không thì lấy tiền đổ xong đổ biển đó con. Bây giờ con thấy chú cũng quản á. Gì nữa? Rõ ràng con kêu chú đó là đi về Việt Nam du lịch. Chứ không phải làm ăn đâu. Đỡ nhớ quê hương hả? Đỡ nhớ quê hương thì mày ra phút bước là cỏ mày chơi. Đỡ tốn tiền. Chú này sao được sao kìa? Sao là sao? Nó nói gì chú cũng bàn ra hết trơn vậy? Bàn là sao? Cái gì tao nói được? Quất rồi. Quất cho được. Mệt lắm rồi. Mệt thì nằm chứ nghỉ đi. Nóng lắm rồi đó. Nóng vô phòng tắm. Bây giờ tôi muốn giết người nè. Giết người thì có thế. Đi rồi hả? Chứ mày muốn giết người đứng đây là mày giết tao hả? Ai chú? Ơi, giỡn chơi chú làm gì? Giỡn sao được? Coi chú như cha mà đâu ai mà giết chú làm gì? Mày mà coi tao như cha cái gì? Có hai thằng ở trong phòng mà mày đòi nóng mà đòi giết người. Thôi chú ơi, bỏ qua chuyện đó mà. Nói chú nghe nè. Nghe nói Việt Nam giờ đồ nhậu nhiều món lạ lắm, mà lẻ lắm. Không. Hả? Tao không dám đâu. Sao vậy? Sợ đi làm về què. Mình là dân chơi, bất cần thân thể mà chú. Đúng rồi, dân chơi bất cần thân thể đúng không? Sao? Chơi chơi bạo lấy tiếng. Đúng. Trước mua vui sau gây nợ. Đúng. Gì kì vậy? Như sao? Gây nợ. Không có tiền mày đặt cho nhậu. Dễ mà chú. Có ít xài ít, có nhiều xài nhiều. Ừ. Mình phải biết cách lựa cơm mà gấp cá chứ. Người ta nói cái câu là liệu cơm gấp mắm. Nè, con hỏi chú. Trước khi làm ra con mắm á, người ta bắt con gì để làm? Là lấy con cá người ta làm. Hả? À, thì mình nói là liệu cơm gấp cá cũng được vậy. Nhưng mà người ta nói là liệu cơm gấp mắm. Con thích gấp cá. Tao thích mắm. Nhưng mà con thích gấp cá. Tao thích mắm. Con thích cá. Mày ngang lắm. Mày ngang như ghẻ vậy á. Ông là bậy đó. Người ta nói ngang như cua chứ không ai nói ngang như ghẻ hết trơn á. Vậy mới vừa với con cá của mày. Thôi ông, không thể làm gì thua tôi nè. Quê. Thầy chú. Vậy? Giờ con hỏi chú nè, đừng có nói nhiều. Dứt khoát một câu. Sao? Có đi Việt Nam đi con không? Không. Không có hối hận đó nha.
Không. Con đi một mình đó. Không. Kìa, đủ đi, không đi. Mà đi mình á, cũng chịu. Không là không là sao? Mày đi đâu, tao đi đó. Nhưng mà chú ơi, đi cái kiểu đó đó, có vẻ miễn cưỡng không có vui đâu. Vui, rồi. Vui lắm. Vui gì? Tao nghe nè. Tao sẽ có cách này, hai chú cháu mình vui lắm. Chú nói đi, nếu mà vui á, dọn chú đi. Đưa đây tao phụ gì? Vậy vậy? Mới nói chuyện vui vẻ là cái gì? Chị chửi con là sao? Chửi cái gì? Thì chú mới đó đó, phụ nhỉ? Phụ là cha, nhỉ là mày. Chú chửi cha mày không phải à? Trần hả Trần? Ông này quá à. Không biết chuyện nữa là thôi đi đường ngu rồi, ta cười vô mặt à. Tao nói vậy mình ngồng xuống đây. Phụ á là chuyện nhỏ, nhỉ là tai. Có nghĩa là tao biểu mày đưa cái lỗ tai mày, tao nói nhỏ. À, thì vậy con hiểu lầm. Vui gì đó, nghe chưa? Nghe chết liền á. Tự nhiên cười à. Vô duyên quá. Thì không nghe đó mẹ, con chưa nghe, để tao đừng có hố. Không cười tôi có nói được đâu. Nghe chưa? Nghe rồi. Nghe gì? Giỏ với mẹ. Cái râu đụng với tay người giỏ. Vô duyên mày. Thôi chú ơi, có hai người trong phòng nè. Nói lớn đại thì mà đắt có nhỏ. Nhưng mà tao thích nói nhỏ. Nói nhỏ mới ly kỳ hấp dẫn. Ông thích đi nhỏ lắm phải không? Đưa đây nói nhỏ. Nhưng tôi biết rồi, nè nói đi. Mày nghe chưa? Nghe rồi. Mày xạo tao nói gì mày nghe. Tại tao nói khùng nó cũng chịu rồi. Mày nói ai khùng vậy? Chú trai. Mày nói ai khùng? Ê! Mày nói ai khùng? Con à, con gái cưng của má lên đi, đừng có tắm lâu quá, đi lên, lẹ lên, lẹ lên. Nhanh đi. Giỏi. Trời ơi, đi lên. À. Ui, chết cùng rồi. Trời ơi, mày chừng nào mày chết thì tao chôn cho, bây giờ mày cho tao ngủ một chút được không? Trời ơi, mày la lớn. Nè, chú đừng ngủ nữa. Con mới vừa thấy. Đâu, tao biết rồi, thấy gì chú biết rồi. Để chú ngủ rồi, thấy chú biết rồi. Chú biết thấy gì? Biết, mà tao nói tao biết là được rồi. Biết cái gì? Chú ơi, con thấy con bé kia cái giỏ dài quá. Chú ơi, tự cái mông bé cái béo quá. Trời, sao cái bà đó cái bụng đen thui vẻ không, đúng không? Không phải vậy. Cái gì nữa? Đất ơi. Ở mệt mày là vậy thôi. Ủa chú nghe, chắc có lẽ con bị hoa mắt hay là bị hoang tưởng gì đó. Rõ ràng con thấy rồi chú. Mày đừng nói tao mà thấy nữ hoàng Leopard nha. Còn hơn vậy nữa. Chú biết con thấy gì không? Vợ bé của Osama đưa ra đi. Không. Mày mới nhắc mưa rồi con. Dạ đúng rồi. Mà con thấy thiệt không? Dạ thiệt. Sao con biết? Tại vì do má cái nét đẹp hơn. Lạnh lùng mà ghê gớm. Con nghĩ con phải đi. Không, bển còn chiến tranh dữ lắm á. Đừng qua bển. Để chú ở đây chú tắm nước biển. Mày dẫn tao qua bển, tao tắm bằng dầu lửa. Nóng lắm nha. Làm gì mày? Đo nhiệt độ chứ làm gì. Trời ơi, con nghĩ chú đi nên khám lại cái bộ não chú đi. Ý mày nói tao cùng cùng không? Chú đâu đó à? Tao mà cùng ba má mày cũng điên điên là con. Trời ơi, chú nói gì? Không kêu qua bển tắm dầu lửa à? Ai kêu chú đi tắm dầu lửa nào? Chứ mày nói gì? Chú nghe, con nói đó. Rõ ràng họ thấy chưa thấy không? Ý của nó đó. Thấy bà nội tao. Gì? Gì bà nội? Chứ mày nói gì? Tao không thấy bà cố con đâu. Chứ mày thấy ai? Mày đứng xuống dưới mình cua mẹ già đó mẹ. Không. Thì cô đứng kế bên thôi. Ừ, mẹ áo dài thôi. À. Ừ, được đó. Còn cái hàng mà đen đen và bông đỏ của chú. Ừ, giọng mày với nãy giờ con chưa tắm được gì hết, nó kêu con lên rồi. Trời đất ơi, đứng ở dưới hồ cả tiếng đồng hồ mà mày không tắm là sao vậy? Mà má thấy đâu có trai đó dưới rồi mày lạng dữ gì vậy? Nhưng mà má nói con nghe con gái á, ngâm nước muối gì không có tốt. Nước muối làm cho móc da nó đen thùi, người ta không nhận con á. Không nhận con thì nhận má. Hay, má sợ cái điều đó xảy ra lắm con à. Nhưng mà lỡ nó thành sự thật á thì... Thì sao má? Hay,
thì biết bao nhiêu trai làng nó săn đuổi má, nó theo từ bước chân của má. Nhưng mà thôi đừng nói ba mày nghe, ba mày lòng lộn ghen tức ở dưới suối vàng á mày ơi. Cuộc đời của má nó khổ lắm, qua xuân chỉ nở một lần, khéo gìn khéo giữ xài hoài đó con, giống má. Thơ má hay quá. Má ơi, gì? Trong lúc má đọc thơ ha, sao cái con tranh thủ con ngắm má. Ừ, sao trời con? Má ơi, con phát hiện rồi. Sao con? Má đẹp lắm phải không con? Đẹp quá. Trời, ai cũng nói vậy, má đẹp dữ lắm phải không? Đẹp tuyệt trời. Ừ, đúng rồi, con nói đúng đó. Cái áo của má mặc đẹp quá, bữa nào cho con mượn mặc nha. Nhỏ này, má không đẹp sao cái áo đẹp được. Nhưng mà thôi đừng có nói nữa đi, má nó không phải nó mới chảnh chứ, hồi xưa má từng là hoa hậu của ấp đó con. Ủa, ấp là gì má? Ấp là đâu dưới quê xa lắc xa lơ không có điện đuốc gì mà ta là hoa hậu đó con. Nhưng mà thôi đừng nói nữa, cuộc đời mắc khổ lắm, yêu cho nhiều mà nhận chẳng bao nhiêu con à. Má nói gì con không hiểu gì hết. Có gì đâu mà không hiểu hả? Hễ ai rớ tới má là ngủm, cù đèo rớ tới má là ngủm, rớ tới má là ngủm vậy hả? Kỳ vậy đó con. Con hiểu rồi. Sao má ở được với ba là tại vì má không yêu ba phải không? Thì đúng rồi, nhờ vợ mới sống hơi dai chút xíu đó. Nhưng mà lúc mà đẻ con ra rồi hả, tự nhiên má thấy má hơi hơi yêu ổng. Khi ổng ngủm nè. Vậy là hơn cho ba quá trời rồi còn gì. Thôi đừng nói tầm bậy, ở dưới ổng nhảy mũi hoài. Thôi ngồi xuống uống nước đi con. Má vậy, cái chuyện thi cử của con á. Sao má gặp ban tổ chức chưa? Rồi má nộp đơn cho con chưa? Chưa. Sao kỳ vậy? Thì má phải đợi người nào có trách nhiệm cao nhất má mới chọn mặt gửi tiền chứ. Má hơi lộn ta hả? Chứ sao, người ta chịu ăn mình chịu chi chứ. Cuộc đời má chỉ ao ước con á trở thành một siêu người mẫu, dù có tốn hao bao nhiêu má cũng chịu hết trơn á. Má ơi, con sợ con bị rớt quá à. Con nói sao vậy? Con đẹp thấy mồ mình có tiền nữa. Trời đất ơi, con đẹp không mấy nhỏ kia quá trời luôn không? Con chỉ thua có một người thôi à. Thua ai má? Má nè. Thôi chịu đâu. Không chịu cái gì, chỉ cần con tập đi tập đứng cho ẻo lả người con hấp dẫn là được rồi. Đứng dậy, đứng dậy, đứng dậy. Má, má ở đây đau mùi lắm má ơi. Thôi thôi để về phòng này má chỉ không. Không được, con phải đi đây. Mở nhạc. Má, mở nhạc. Dòm chứ bộ à. Con thấy người ta đang chụp hình má ha. Người ta đâu chụp hình má đâu, đang chụp con á. Nhà có khách nghe, trở lại gì với thí cũ nghe. Lý. Người ta không có chụp liễu, người ta chụp lý. Ủa vậy sao? Ấy ấy ấy, ấy ơi. Dạ. Ấy ấy đang chụp hình ai vậy? Dạ chụp Chụp ai nó đại đi. Dạ hai đứa, dạ không, dạ hai người. Thấy chưa Lý, thấy chưa? Nè ấy ơi, ấy đừng có hiểu lầm tụi này nha. Hai đứa tôi á là hai chị em song sinh á, chứ không phải mẹ con đâu á. Chào từ. Hai người bên đó chị em song sinh. Ừ. Vậy thì chắc hai người bên đây là được chuyên luôn. Được chuyên sao? Ủa, gì mà chú đâu tự nhiên xuất hiện đây đấy? Để tao, người bước qua tao làm việc tao cái. Xin lỗi hai chuyên nha. Dạ. Yeah. Hai chuyên bộ là cái gì kiểu á hả? Trời ơi, công nhận nha. Công nhận bà chị. Yeah. Da nhăn, cặp nhãn không nhăn, môi già như răng không có thiếu. Là cái gì vậy Lý? Sao Lý biết được? Chú, gì? Chú nói gì con cũng hiểu nữa. Mày ngu quá. Ý tao nói mặt bà nhăn như cái đồ vẽ vậy. Mà bà không nghĩ vậy đó. Dạ, dạ, dạ thưa bà chị, tôi nói chuyện qua Mỹ như vậy á, xin bà chị đừng truy cứu. Không, truy cập, truy cập. Ôi, tưởng ra to à. Nè Chuyên ơi, Chuyên kia kìa. Dạ. Hồi nãy Chuyên kia đó, cứ chụp hình hai chị em của em hoài vậy. À, dạ. Đó, cho mày hết sợ sợ chưa. Mày đặt bấm máy. Mày trả lời đi. Chú. Giúp con chú. Chết con. Trả lời giùm. Dạ. Dạ, thưa bà chị. Dạ. Dạ, hai chú cháu tôi đại diện cho công ty quảng cáo có cái tên là Casimum. Quảng cáo? Tiêu người mẫu hả? Tiêu người mẫu phải không? Tiêu người mẫu hả? Liễu, nó rồi, lùi lại. Mẫu người tìm hả? Hả người tìm mẫu? Mẫu người tìm hả? Tôi phải không vậy? Tiêu người mẫu dạ. Có không? Dạ.
con đâu biết. Nhưng công nhận bà chị này gần đất xa trời mà trí óc còn minh mẫn ghê á. Nè gì? Nãy giờ hai tôi đi cứ chơi tôi già dạ hoài, hai chị em tôi còn nhớ xíu gì hả mà cứ nói già dạ hoài à. Lấy nó nghe, tôi kể hai thằng điên này đi ha. Nè Hai Tuyên ơi, chứ trong Hai Tuyên đó ai là chức lớn hơn vậy? Thằng này cháu tôi lính nó. Là gì vậy Lý? Sao mà Lý biết được? Liễu muốn biết thì Liễu qua hỏi the Twin đi, the Twin. Lý sao Lý bỏ Liễu, Vụ này tôi chịu trách nhiệm nha, đứng đây đi, cắm theo tôi á. Trời, Liễu cho tao theo mày hả? Tao theo mày đó, mày làm cái gì tao? Cái gì cháu muốn nói cái gì là trường hợp là cái vụ hai chú cháu nhớ tiền tao là... để tao tránh ra đi. Rồi, cởi nữa rồi. Tránh ra. Chào bà chị. Dạ, chào anh. Thưa bà chị, dạ. Ý tôi muốn nói là gì? Dạ. Thằng già dạ. Là thư ký. Dạ. Thằng trẻ dạ. Lại làm phó giám đốc. À, xong rồi, tới mày đi. Trời chú, nó làm vậy thì chết nhỏ với ghe chú. Được không? Lỡ rồi chú. Dạ thôi, tuổi trẻ tài cao ghê ha. Dạ thôi, giờ mời ông với là ông phó giám đốc. Anh ngồi. Tuổi gì? Tuổi gì? Dạ, đối với gì cháu còn nhỏ tuổi lắm, cái gì đừng kêu vậy. Liễu với là Lý còn nhỏ xíu cái gì. Giờ mời ông anh về. Cậu phó giám đốc ngồi. Uống ấy giờ, uống nước đi, đúng rồi, uống nước á. Uống nước, cháu tôi. Dạ tụi con uống rồi. Uống rồi, con mời ăn. Ừ, ăn được á. Nè, tụi con cũng ăn rồi. Má dạ. Má gì má? Lý ơi, má gì? Má là Liễu. Không ơi, bư quá rồi, thôi vô dưới thay đồ đi Liễu. Thôi, người đẹp không cần bận gì cũng đẹp mà Lý, đợi Liễu chút. Dạ, thôi thấy bận quá thôi xin phép, tụi con xin phép về. Đâu có gì đâu. Ê. Hả? Tao suy nghĩ kỹ rồi. Suy nghĩ gì nữa? Hồi sáng giờ mày chưa cho tao ăn gì mà. Trời ơi, đi về chỗ mình ăn. Thấy chưa ăn thôi, giờ đâu mà đặt nhà hàng 2 tiếng đồng hồ nữa mà. Ừ, ông anh với 15 phút rồi bà chị. Cho Liễu nửa tiếng, Liễu về Liễu sửa soạn nữa. Dạ thưa dì, cháu không có dám không dám từ chối đâu, thằng này nó uy tín lắm rồi, nó nói đâu lỡ lần đó. Đúng không? Đúng không? Đúng không? Đúng không? Dạ phải chào gì? Chào em. Trời, Lý thấy Liễu chưa, tại ngoại giao của Liễu chưa? Lý, má gì? Má hoài. Má cái gì nhìn kìa, ai đi vô đi rồi đừng có bắt công nữa má ơi. Hả? Má nói con nghe, con thấy tài ngoại giao của má chưa? Số 1 giỏi mà con thấy á. Sao? Cái chuyện này nó không bình thường chút nào hết má ơi. Chứ cái tên công ty nghe nó ngộ nghĩnh lắm, có gì đâu mà ngộ, công ty quảng cáo phải lấy cái tên ngộ nó mới gây ấn tượng chứ con. Vậy thôi dẹp cái chuyện tên đi. Sao nãy giờ để ý gì không? Vụ gì hai người đó đó. Hai người nào? Già trẻ? Dĩ nhiên là già rồi. Má tưởng trẻ chứ. Chứ má tự tin quá à. Sao? Má ơi con thấy á, cái người già đó nhìn má ngộ lắm nha. Ừ, bây giờ con nói má mới nói đi nghe, má sợ con la đó. Chứ má thấy ảnh, cái anh có râu đó. Ảnh nhìn má bằng đôi mắt màn hình hai trái tim. Nó hơi bị đắm đuối. Thêm một người nữa sắp ngủm. Hả? Tao chịu hết nở rồi đó, tao tan á. Trời ơi, thôi chú ơi. Gì? Lịch sử chút trời. Không có lịch sử gì hết, tao chịu hết nở rồi. Trời ơi. Trời ơi. Xin lỗi nha. Linh tính tôi biết hay thiệt á chị. Tôi vừa gấp là tôi biết chị xuống đây nè. Thôi vậy hả? Nên tôi gấp cho chị này. Dạ cảm ơn. Chị ăn đi. Dạ tôi nhịn cho. Dạ xin lỗi hai người nha. Tại vì em Lý còn trẻ thành ra sửa soạn hơi lâu, còn tôi đẹp sẵn khỏi sửa soạn. Dạ mời Lý mời. Dạ. Thôi bây giờ về sẵn vậy nè, cái tiệc rượu gì đang vui đó với em Lý nhà tôi sắp sửa làm siêu mẫu. Dạ. Quên, siêu người mẫu. Bây giờ sẵn á, công ty của ông anh với lại cậu đây có cái mỹ phẩm nào mà cho đẹp cho da mặt em Lý đó, giới thiệu giùm nha. À, dạ. Gì, áo tắm hiệu gì? Áo tắm hiệu gì giới thiệu cho em Lý luôn nha. Dạ, có hết á. Dạ. Cậu, nhiều lẻo trọc, ăn ngoài à. Ôi. Nói nó sao á. Vì hỏi có cái loại mỹ phẩm nào mà dưỡng da giới thiệu cho em Lý kìa. Dạ. Có. Ừ. Mỹ phẩm hiệu bông ta lanh. Bông ta lanh nhớ nha.
còn còn áo tắm, tỏ tắm. Hui Châu ơi. Hui Châu ơi. Ừ. Hui Châu ơi. Cái mặt hàng nó bán cho cầu Huy không á? Có tôi cũng nghe ông anh, là tôi có nghe hai hiệu này. Ừ. Nhớ nha em Lý, để mai Liễu đi mua về, Liễu xài. Trời. Ê mời. Thầy nói nghe nè. Tôi có tính gì á. Đói làm xấu vậy thôi chứ ăn chút no. Dạ. Bây giờ bà chị thông cảm, có chỗ nào vô trọng đứng chân mình chị vui không? Đứng mình mà vui gì? Mình sao vui? Đứng mình chứ vui chứ. À cái này hả? Trời ơi, đi nói đại với đồi đi. Đây nè, bên tay trái của Liễu nè. Liễu hả? Tay trái là phái nữ, đối diện là phái nam. Ô, bên tay phải. Hú hồn không? Trời đất ơi, chút xíu là chuyện lớn xảy ra rồi phải không? Chỉ chặt chỗ. Con nghĩ chú đi bên đó cũng vừa đó. Dạ. Cái gì có buồn cái gì, tại tánh chú với táo là vui vậy đó, ăn hồi không hay đi đó. Lý mời phó giám đốc uống. Dạ dạ, cảm ơn. Dạ mời Lý với lại gì. Dạ. Trời ơi, để dịu dữ. Dạ mời. Liễu. Sẵn có phó giám đốc đây thì xin hướng dẫn em Lý dùm Liễu. Dạ, thì Liễu hướng dẫn lên làm siêu mẫu đó. Thì Liễu tặng phó giám đốc đây 10 triệu để mua tâm sĩ răng với uống cà phê. Dạ thôi, con không hân hạnh lắm. Con không lấy được đâu gì ơi. Lấy lại đi mà. Trời ơi, biết nói sao bây giờ. Chơi ít đó Liễu. Ủa vậy hả? Không phải. Ý anh không phải vậy. Lấy thêm hả? Dạ không phải, dạ anh phải. Trời ơi. Có chuyện này chắc con phải nói thiệt cái gì với lại cho anh Lý biết quá. Thiệt ra đó, chú với lại con á, chỉ là khách du lịch về đây chơi thôi, chứ không phải là phó giám đốc hay là giám đốc gì của công ty quảng cáo người mẫu gì hết trơn á. Trời á, chứ công ty gì đó tên gì nữa, công ty Catimong á. Dạ, Catimong là công ty ma đó. Hả? Còn cái mỹ phẩm à, bông ta lanh á. Bông ta lanh là sức chua nó bông ta lanh luôn. Liễu, cái mặt của Lý chưa sức. Còn cái áo tắm mà vui gì, vui cho phơi gì đó. Dạ là phơi chứ. Trời ơi. Tại chú con giỡn mà. Nói vậy. Bây lo. Không nhờ cậu đi nói. Trời ơi, sao tôi biết cái nhà ra mặt chuột được. Thôi. Tôi nói trái nhà ra mặt chuột á. Ai? Bể rồi chú ơi. Bể chưa? Bể quá rồi chú. Bể sớm vậy? Bể hết rồi. Bể vậy về. Đứng lại. Trời, gì Lý? Hai chú cháu các người. Trời ơi. Muốn về ngồi xuống. Hai người dám nở lòng nào đối xử với hai tụi tôi như vậy hả? Muốn đi đúng không? Được rồi. Một ngàn. Ăn như đây bằng ngàn. Được rồi. Ba tiêm ngàn nữa. Ông nghĩ sao tôi tiền Việt Nam? Ủa tiền gì? $1,000. Hả? $1,000. Ủa? Con nghĩ sao con chút chứ $1,000. Ông nghĩ sao mà đối xử với hai mẹ con. Hả? Hai mẹ con? Hai mẹ con. Trời ơi, như vậy là hai mẹ con này cũng gạt hai đứa cháu mình rồi chú. Mày nghĩ làm sao hả? Cái mặt già háp gì mà chị em hả? Có gì nữa, ông nghĩ sao mặt vậy mà được thuyên. Bây giờ sao? Cho tiền đây. Nhanh! Bao nhiêu? $1,000. $1,000 mốt mà đưa liền cho tao. Thật quá đáng. Dạ ông ơi, không có. Mà không có đem theo. Mai mốt đi đâu đem tiền theo đó chưa? Để tao. Ôi quên. Cho tôi yếu nữa. Ôi tay ôm cặp tát ghê kìa. Tưởng phó giám đốc. Ai nghe cô lắm. Ai trời ơi. Tháng nào cũng phải trả tiền nhà hết trơn á. Vậy mà chẳng có ma nào tới hết trơn. Mướn thư ký thì không có tiền trả đó. Kiểu này chắc vài tháng nữa đóng cửa tiệm, dẹp tiệm luôn quá chứ còn cái gì nữa.
Ai vậy? Cứ vô. Dạ. Dạ chào hai bác. Chào cậu. Dạ. Cậu làm việc ở đây không? Dạ đúng. Hai bác kiếm ai? Tôi tới đây kiếm luật sư. Dạ. Dạ cháu luật sư nè. David Hearn nè. Dạ xin lỗi. Tại bữa nay cô thư ký cô đẻ. Cô không được khỏe. Cho nên con phải thế dọn dẹp vậy mà. Coi như exercise vậy mà. Dạ dạ mời hai bác ngồi. Cảm ơn cậu. Vậy chắc tôi thấy cậu bận biểu quá, chắc tôi đi lộn văn phòng rồi. Đó. Dạ không có. Trời ơi đâu. Mời hai bác ngồi hát. Mời hai bác vô đây. Trời ơi. Từ từ. Dạ. Trời ơi. Dạ. Trời ơi. Dạ mời hai bác ngồi. Được rồi. Để, không có lộn. Không có lộn. Con nói hai bác không có lộn đâu. Bác vô đúng rồi. Ở vùng này con nói hai bác nghe, văn phòng của con nổi tiếng nè, là ngon nhất nè, uy tín nhất nè, và luật sư giỏi nhất nè. Cậu nói vậy, văn phòng cậu cái gì cũng nhất hết hả? Dạ. Vậy thôi mình đi là đúng nhất rồi bà. Hoan, hai bác đi đâu vậy? Bị tôi nghĩ văn phòng cậu cái gì cũng nhất hết thì vậy chắc chặt tiền cũng mắc nhất rồi, thôi đi. Dạ không có. Vậy bác ngồi xuống, bác bình tĩnh, bác đừng có nóng. Giá cả của văn phòng con á thì cũng hạng nhất, nhưng mà là rẻ nhất chứ không có mắc. Ông tính làm sao ông? Còn tính gì nữa bác ơi. Vô tay cháu là trời ơi, chuyện bé cho con xé ra to. Hai bác gặp cháu là đúng rồi, nghe không? Bác bị đụng xe phải không? Nhìn mặt là biết đụng xe rồi à. Bác bị đụng xe, bác đụng sơ sơ đó, con cũng cách làm cho bác bị chấn thương thọ não nè, tê liệt nửa người nè, ha, suốt đời còn xa lăn nè. Nhưng mà rồi chưa hết, rồi cháu sẽ làm cho bác là từ bị thương tới chết nha, ăn tiền bảo hiểm bật nghỉ luôn. Nhưng mà tôi không có bị đụng xe. Ủa vậy hai bác tới đây làm gì? Tôi con biết rồi. Bác tay, bác năm nay bác bao nhiêu tuổi? Tao có ý kiến. Ý kiến gì bác? Mày làm ơn mày bỏ cái nồi vẽ này được không? Ủa dạ xin lỗi. Mày làm luật sư hả? Mày bán chợ trời vậy? Từ từ cơ. Hỏi tuổi phải không? Dạ. 85 đâu? Đây 85. 85. Còn bác gái? Tôi 80. Con nói này hai bác đừng buồn nha. Hai bác sống như vậy á là sống dai quá rồi. Con nhìn cái nét mặt, cái sắc mặt hai bác đó cũng không sống khổ qua năm nay đâu. Hai bác tới đây làm tờ di chúc phải không? Trời ơi sao không nói sớm. Hai bác đúng là người lo xa. Để con lấy hồ sơ ra để làm cho hai bác. Bà nhắm cái tướng tôi có quánh thằng này được không? Bà ok cái tôi vớt nó liền. Vớt liền lập tức. Sao? Ông ơi, mắt tôi đã kèm nhèm rồi, nhưng mà tôi thấy cái tướng ông mới bằng cái bắp đùi của nó à. Thôi tôi can ông đi. Tệ vậy hả? Ừ. Vậy là nhịn nó hả? Thấy chắc rồi. Trời ơi, một câu nhịn là chín câu nhục. Bây giờ bà làm ơn bà hỏi nó thử coi nó đi xe gì. Luật sư ơi. Dạ. Vậy chứ chẳng hay luật sư đi xe gì vậy? Dạ con đi xe bus. À không, xe Lexus. Dạ. Xe Lexus ông à. Bà phải mất xô lại coi xe nó màu gì, màu gì. Dạ cái xe của luật sư màu gì vậy? Dạ màu đen. Mà bác hỏi chi vậy bác? Ông ơi màu đen. Chút nữa đó ra ngoài bạc kinh lót nè. Bà nhớ chỉ cho tôi cái xe lất xịt màu đen. Mắt bà tỏ hơn mắt tôi. Tôi mà không đâm lũng bốn cái bánh xe của nó, tôi làm con nó à. Rồi tôi nhớ rồi. Mà ông tiểu nhân thiệt á, đi. Bác, cái gì? Trời ơi, con đâu có làm gì hai bác đâu mà bác đồ đâm bánh xe con. Cậu nói cậu không làm gì hả? Hồi nãy giờ cậu trù ẻo tôi nè. Con trù ẻo bác gì đâu? Cậu nói tôi đụng xe chấn thương sọ não rồi liệt nữa người là sao hả? Dạ, tại hồi nãy con hiểu lầm bác gái bị đụng xe cho nên con mới nói vậy thôi. Rồi, bây giờ tôi nói cậu nghe, giờ cho cái vấn đề đụng xe là hiểu lầm đi ha. Vậy là sao cậu hỏi tuổi tôi với tuổi vợ tôi rồi cậu trù tụi tôi chết sớm để làm giấy ly dị là sao, ly di chúc là sao ha? Ủa,
hai bác không đụng xe mà cũng không tới đây làm tờ di chúc. Vậy hai bác tới đây làm cái gì? Tao tới đây tôi làm giấy ly dị được không? Ly dị? Hả? À? Mà bác ly dị với ai? Tao là... Cậu đẹp trai quá. Dạ, cảm ơn. Ăn nói vô duyên. Còn câu nào có duyên hơn câu này không? Tao tới đây tôi không ly dị với vợ tôi, không lẽ tao ly dị với má mày? Trời ơi, tao bác ơi, tao bình tĩnh mà đừng có nóng. Để con hỏi hai bác lấy nhau được bao nhiêu năm rồi? Bác làm hết hồn. Hết hồn như vậy? Vợ hỏi lấy nhau nhiêu năm hả? À, 55 năm rồi. 55 năm rồi. Sao bây giờ bác mới đồ ly dị? Cậu đừng nói tới cái chuyện đó nữa. Tôi đau lòng lắm. Cái chuyện này đó là ổng muốn cho tôi nào có muốn ở đâu. Tôi nói cho thiệt nha, chuyện này không phải là tại tôi. Nè nè, tôi hỏi bà nè, bà đừng có vu oan cho tôi. Tôi hỏi luật sư nha, hơn 50 năm nay rồi hả? Đêm nào bà cũng chơi có kiểu một, bà chơi tới sáng luôn à. Tôi nè, ôm tới cỡ này nè là cũng tại bà không đó. Hỏi ai làm sao chịu đời cho được. Nè luật sư. Dạ. Luật sư thử nghĩ đi, nếu mà đặt trường hợp luật sư nằm vô tình cảnh của tôi đó. Dạ. 55 năm trời mà bà chơi có một kiểu một thôi, luật sư nghĩ sao? Luật sư tính sao? Dạ, nói thiệt cháu không có ý kiến, nhưng mà cháu nghĩ thì cái đó cũng là hạnh phúc gia đình. Với hơn nữa, bác là đàn ông đâu có lỗ lã gì đâu bác. Sao không? Sao không lỗ? Hả? Tôi hỏi luật sư vậy. Đêm nào nghe, từ ngày cưới bà tới giờ 55 năm trời, đêm nào bà cũng kê cái miệng bà vô lỗ tai tôi, bà ngáy từ tối cho tới sáng. Tôi hỏi luật sư vậy, coi như luật sư chịu nổi không? Sao hồi đó bác không chịu nói với bác gái, bây giờ bác mới nói? Hồi đó làm sao mà dám nói hả? Hồi xưa đó tôi không ngái đó, thì ổng cũng lục đục suốt đêm hả. Còn bây giờ luật sư làm ơn luật sư nhìn ổng coi, nhìn giùm tôi chút đi. Luật sư thấy nhìn không? Nhìn cái gì? Đó, luật sư thấy rõ ràng, giờ già rồi, hết xíu quách rồi. Bây giờ ổng lo ổng ngủ ổng dưỡng sức, ổng chờ chết. Thành ra ổng có complain là tôi ngái lớn như vậy đó. Bà nói gì vậy? Không phải sao? Nói thiệt với luật sư á. Không sao, bác cứ nói. Nói thiệt hay là nói xạo không thành vấn đề. Bác cứ đừng ngại, cứ nói. Sao kỳ vậy? Dạ, tại vì luật sư với cháu á, trắng thành đen, đen thành trắng, không xạo là không có tiền. Ở Mỹ này nó xạo ở tù chết à. Người khác thì ở nó xạo ở tù, chứ luật sư như tụi cháu có bằng cấp mà không có ở tù đâu. Ra tòa cũng vậy à bác ơi. Bác ra tòa luật sư mà nói thiệt á, là thân chủ ở tù chết chắc. Ngộ quá ha. Vậy để tôi kể tiếp luật sư nghe. Tôi hồi đó đó đâu có phải vậy, thời con gái son sắt cũng ngon cơm lắm chứ. Nói xin lỗi luật sư, tóc tôi đó hả, nó vừa nhiều vừa đen vừa dài cho tới đây nè. Đằng trước tôi dày nè, đằng sau tôi dày nè. Trời ơi, cái eo tôi có bay lớn vậy nè. Tôi á hả, mà Anthony lên đó, xin lỗi luật sư ạ, coi cũng không có đến nổi nào đâu. Bây giờ con người bằng vậy nè, nó bằng vậy nè, da mặt á thì nhăn như tấu tàu kìa. Phải rồi, da bây giờ luật sư thấy không, ăn nói tráo trở ghê chưa. Không biết à, hồi xưa thằng nào nói với tôi đó, đi ra rủ tôi ra cầu Bình Lợi nhảy xong tự tử chết nếu mà anh không có lấy được em ha. Mà hãy hồi xưa đó mà tôi nghe lời ông á thì chắc đâu có còn đó mà ngày giờ này ông nói vậy. Ủa sao lúc đó bác không nghe lời bác trai? Tại ông Hà Tiện. Nếu mà nhờ vậy đó mà tôi không có nhảy không xuống sông mà chết, mà trôi sông chứ mất xác tới giờ luôn nữa. Bác gái, bác trai Hà Tiện gì vậy bác gái?
Để tôi nói luật sư nghe, ổng nói ổng thương tôi. Mà tôi nói ổng mà mua cho tôi cái phao đi, rồi tôi đeo vô đó, rồi tôi mới nhảy xuống sông, tôi tự tử tôi chết thì ổng, ổng không chịu mua. Cái người hà tiện như vậy đó thì hỏi luật sư có đáng để cho mình chết cho người ta không? Dạ không đáng. Không phải rồi. Sao không đáng? Vậy tôi hỏi luật sư chứ bây giờ luật sư theo phe nào? Hai bác ai trả tiền cho cháu thì cháu theo phe người đó, quyền lợi thân chủ là trên hết mà. Được rồi, bây giờ tôi trả tiền cho cậu, vậy là tôi là thân chủ của cậu. Bây giờ cậu làm cái giấy cho tôi ly dị với bà đi. Dạ được, dạ, cháu làm liền. Bác tên gì? À tôi Khoan. Tên tôi cũng trả tiền cho luật sư. Luật sư phải làm sao đó, ổng không có được ly dị tôi. Ủa, bà trả bao nhiêu mà bà nói? Tôi trả gấp đôi. Gấp đôi hả? À. Ờ, gấp đôi thì được. Có kỳ không? Được không? Dạ không có kỳ, gấp đôi thì hết kỳ rồi. Bây giờ bác là thân chủ của cháu. Vậy còn tôi? Còn bác hả? Bác bây giờ là nạn nhân của luật sư. Bây giờ để cháu làm lo cho bác gái, bác ngồi đó. Bác, giờ cháu sẽ làm hồ sơ xin cho chồng không được ly dị. Bây giờ bác nói cho cháu biết là nguyên nhân nào mà bác không muốn bắt tay ly dị. Bây giờ tôi hỏi luật sư, vậy chứ luật sư vô nhà ăn rồi đó đi ra không có trả tiền á, được không? Dạ đâu có được. À, phải rồi, ổng cũng vậy mà tôi cũng vậy. Ổng chơi cái gì mà ổng chơi cắt cớ, ổng chơi ác ôn. Hồi tôi còn trẻ còn đẹp á, ổng làm thinh. Bây giờ ổng đòi xù tôi già rồi, ổng ly dị tôi ra rồi, tôi lấy được ai? Tôi đâu có ngu đâu, đúng không? Quá đúng, trời ơi. Bác, cái lý bác nói ra đặt trên nền tảng quá là vững vàng. Nghe vừa hợp tình vừa hợp lý, nghe không? Cháu là luật sư nè, cháu nghe bác nói là cháu biết bác đúng phải rồi. Vậy bây giờ tôi hỏi cậu nghe, bây giờ tôi trả tiền gấp đôi của bà thì cậu tính sao? Còn tính gì nữa bác, trời ơi, cái lý bác nói ra nghe còn hợp lý hơn bác gái nữa. Ra tòa là bác thắng chắc. Sao? Tin lời cháu đi. Sao hồi nãy luật sư nói là tôi phải? Dạ đúng, thì bác phải, bác trai cũng phải, ai cũng đúng hết trơn đó. Tin lời cháu đi. Trời ơi, cái gì cậu cũng biểu tin lời cậu. Bây giờ cậu nói vòng vòng một hồi tôi không biết cái chuyện gì. Bây giờ cậu tính cái chuyện này cậu tính như thế nào? Còn tính cái gì nữa? Thì bây giờ cháu nhận luôn hồ sơ cả hai người luôn. Vậy, là xong. Vậy là bây giờ cậu luật sư ở phe nào? Hai bác ai cũng trả tiền cho cháu hết. Cháu theo phe hai người luôn. Vậy giờ ông tính sao? Thì đường ai nấy đi, hồn ai nấy giữ thôi. Là ý ông là muốn đôi ngã chia ly đó phải không? Ừ. À, ông đã bạc tình á thì đừng có trách tôi vô nghĩa với ông nha luật sư. Dạ. Tôi đổi ý rồi, bây giờ tôi muốn ly dị với ông. Bà nói cái gì? Trời ơi, dễ quá, hai người ly dị hết thì cháu làm cái rụp sống liền. Sao? Dễ lắm. Tôi đâu có ký giấy tờ một cách thiệt thòi dễ dãi như vậy được. Sao vậy bác? Vậy chứ bà muốn cái gì nữa á? Bây giờ đó, nếu mà ông đó là muốn ly dị với tôi đó thì ông phải bồi thường cho tôi, ông phải tài sản được chia ra cho tôi. Dạ đúng, bác nói đúng. Khi mà bác tay ly dị với bác á, tài sản chia đôi, con cái thì phải chia chia ba hả? Thì sao chia ba bác? Chứ bây giờ nó lớn hết trơn rồi, nó có chồng có vợ, nó có con có cái hết rồi. Bây giờ là chia làm sao bây giờ? Không lẽ tôi thằng bán thằng này luật sư nuôi không? Tôi đưa con nó cho luật sư nuôi. Trời ơi, đâu có liên quan gì tới con đâu, bác không nuôi. Thì bây giờ ông đòi ly dị tôi thì ông phải bồi thường cho tôi chứ. Phải ông luật sư, có dạ đúng như vậy hay không? Dạ đúng đúng. Để bác để cháu lo. Bác trai à, gia tài bác có gì? Dạ tự nhiên là đi nói cho người ta biết gia tài mình à. Dạ. Thì gia tài tôi còn được độ 100... 100 ngàn? Trời ơi, bác nói vậy sao giàu quá vậy bác? Không phải, 100 pound. Ủa, 100 pound gì? Bộ xương khô đây nè, 100 pound đây nè. Trời ơi, cháu đâu có hỏi bộ xương bác cân nặng 100 pound bao nhiêu đâu. Cháu muốn hỏi là, ý cháu nói là tiền bạc với lại nhà cửa đó. Nhà cửa hả? Dạ. Nhà cửa, cái vụ kia khai luôn không? Khai phải. Nhà cửa thì tôi có 2 căn phố. Dạ. 3 căn, mỗi căn là 4 tầng. Trời đất ơi, vậy là bác giàu quá. Bác ơi, cái vụ này đó không có phải là nhỏ đâu nha.
Cháu nghĩ là tốn tiền luật sư lắm đó nha. Ồ, tiền chuyện nhỏ cháu ơi. Cái hai cái căn phố đó bây giờ đó, hồi trước á là tôi cho người ta thuê. Dạ. Bây giờ là tôi cho người ta ở không luôn rồi. Ủa, gì kỳ vậy? Tôi cho người ta ở không rồi. Mà giờ cũng không biết nó trị giá nhiêu nữa. Hiến cho từ thiện rồi. Trời đất ơi, bác gái ơi. Vậy là bác tay đâu có cái gì đâu. Vậy sao mà bồi thường cho bác được? Tôi không cần biết. Bây giờ tôi già rồi, không ai lo cho tôi hết á. Mà ông đòi ly dị tôi á thì ông phải bồi thường cho tôi. Bây giờ tôi không cần chồng nữa. Mà vậy bây giờ bà muốn cái gì bà nói đi. Bây giờ tôi cần một người ở. Bây giờ luật sư, bây giờ ổng không có tiền á thì luật sư bắt ổng thế mạng vô, ổng phải bồi thường cho tôi chứ. Bây giờ ổng phải làm người ở để ổng lo lắng lại cho tôi. Bà nói giỡn trời hả? Bà nói như diễu ở trên tivi hả? Trời ơi, làm chồng tôi còn chưa muốn nữa mà bây giờ biểu tôi làm người ở cho bà hả? Luật sư tôi đâu có đòi hỏi quá đáng phải không? Dạ, luật rồi. Sư dạ, mà bác muốn của mình ổng làm người ở thôi hả? Thì bây giờ ổng già rồi, ăn uống được có bao nhiêu đâu, mình ổng tôi lo nổi. Trời dạ ơi, như vậy thì dễ quá. Không sao, chuyện này coi như xong. Xong con khỉ á. Vậy chứ bây giờ ông muốn cái gì? Cái mạng của tôi bọn mấy người muốn định sao định hả? Tôi làm chồng bà tôi còn chưa chịu làm, bây giờ đi làm người ở cho bà. No way, không có chơi cái trò đó. Dạ. Vậy chứ muốn cái gì? Bây giờ muốn cái gì? Bây giờ bà muốn cái gì nè? Bình tĩnh. Mấy giờ? Dạ. Luật sư. Dạ, trời ơi, bắt được làm. Ủa, bác ly dị cũng phải hỏi giờ hả? Bác ly dị đâu ăn quá vậy? Nhiều chuyện mấy giờ đâu? Gì dạ, 12:30. 12:30 ha? Dạ. Hàng gì đói bụng thôi đi ăn bà. Ủa, bác kêu tới hỏi nữa. Ủa gì kỳ vậy? Cái chuyện ly dị sao mà hai bác? Tôi quánh trong mặt mày chứ ly dị gì? Trời đất ơi, chứ bác hai bác vô đây hỏi tùm lum tà la rồi bây giờ không đi về khơi khơi vậy sao? Nói đi ông. Đừng bình tĩnh, giờ tới phiên cậu bình tĩnh. Còn ngồi nghe tôi nói là bị gì vậy nè, hai vợ chồng tôi già rồi cũng không có chuyện gì mằng đâu. Nghe trên đài radio á nghe nói là văn phòng luật sư của cậu á là quảng cáo trên đài á là tham khảo miễn phí rồi ly dị trong vòng tiếng đồng hồ. Quẩn quá, hai vợ chồng lên tham khảo chơi vậy thôi chứ già tuổi này ly dị ta cười chết thôi đi hả bà. Cảm ơn luật sư. Cảm ơn nha. Lần sau tôi giới thiệu dài mà ông bà lên rồi tham khảo nữa nha. Trời ơi, nhưng mà chơi gì cũng dễ thương. Bác. Trời ơi, trên đời có những người quá rảnh như vậy không biết nữa. Trời ơi, bây giờ sao? Mở văn phòng ra, không có tiền trả tiền nhà. Trời ơi, kiểu này, trời ơi, chắc tôi chết quá trời.